Câu 35 ạ, cho các ion, các ion và phân tử là axit theo thuyết Brønsted. Đề bài yêu cầu chúng ta là axit theo thuyết Brønsted là chất nhường proton H cộng. Vậy mình phải nhớ được lý thuyết là axit là gì. Đây, mình có 5 cái loại axit này. HNA này, NH4 này, trong đó có mấy thằng này là cần phải nhớ nhất này. Nhôm 3 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng. Mình xem nhá. NO3 trừ trung tính vứt H24 trừ axit chắc chắn rồi. NH4 cộng axit chắc chắn rồi. CO3 2 trừ là 3 dơ. Nhôm 3 cộng K trong kim loại. Đúng không? Đứng sau magie có axit CH3 COH chắc chắn là axit. Nước nước là lưỡng tính, không phải axit nhỉ. C6H5NH2 là 3 dơ. CH3NH3 cộng là axit Cl trừ 0, HS trừ là lưỡng tính. Được chưa? Vậy mình có là HS4 trừ NH4 cộng CH3 COH. Thằng này loại NO3 trừ, thằng này loại CO3 2 trừ. Đúng không? Rip các bạn nào chọn AB. Xem nào. Thằng CCl trừ bỏ, đúng không? Vậy mình chỉ còn gì ạ? NH4 cộng này, CH3 COH này và alo nhôm 3 cộng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Câu 36 ạ. Hãy chọn nhóm các hợp chất và ion mà vừa tác dụng với HCl mà vừa tác dụng với NaOH. Thế này mình chỉ cần tinh ý thôi là mình làm được. Này mình cần tinh ý một chút thôi. Ví dụ như HSO4 trừ nó là thành axit mạnh. Axit mạnh thì có bao giờ tác dụng với HCl? Chẳng bao giờ. Thế vậy là bây giờ mình cứ nhìn thằng nào có HS4 trừ mình loại. Được chưa? NaCl thì có bao giờ tác dụng với HCl không hả các em? Chẳng bao giờ đúng không? Bỏ NaCl nữa. Nhá. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D mà thôi. Ok men, dễ không? Đáp án D. Câu 37 nhá. HSO4 trừ thuộc loại chất nào theo thuyết Brønsted? Cái này làm suốt từ nãy đến giờ rồi. HSO4 trừ là gì ạ? Là axit mạnh luôn nhá, bởi vì nó điện ly hoàn toàn. HSO4 trừ điện ly hoàn toàn để tạo thành H cộng cộng với lại SO4 2 trừ. Được chưa ạ? Nhớ điều này nhá. Câu 38, chất nào sau đây là muối axit? Thì mình cứ nhớ cái định nghĩa mà thầy đã nhắc từ lúc nãy, đấy là gì ạ? Là muối axit là muối mà bên trong cái gốc axit còn hydro và có khả năng phân ly. Vậy ở đây chỉ có mỗi thằng C thôi. Câu 39, chất nào sau đây là muối trung hòa? Đây mình lại nhắc lại cái muối trung hòa đây. Muối trung hòa mình học ở đây. Đây ạ. Muối trung hòa là muối mà hợp chất tan trong nước phân ly ra cation và anion gốc axit. Đấy, trong này thì muối trung hòa là anion gốc axit không còn hydro có khả năng phân ly. Được không? Vậy ở đây mình sẽ có muối trung hòa. Ở đây là anh nào? KCl. Dễ ạ. Câu số 40. Trong các oxit sau, hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với bazơ. SO2. CuO không phản ứng với bazơ được. Đúng không? Vậy chỉ có SO2 thôi. Vậy mình chỉ còn A và C. Chất nào cho phản ứng được với cả axit và bazơ? CuO thì không phản ứng được với cả axit bazơ, chỉ có Al2O3 nó là lưỡng tính. Lưỡng tính thì phản ứng được với cả axit và bazơ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 41 ạ. Câu số 41. Các chất và ion nào sau đây là lưỡng tính? Các chất và ion nào sau đây là lưỡng tính ạ? Thế thì mình học thì mình biết rồi ạ. HCO3 trừ là 1, nước là 2, Al2O3 là 3, ZnO là 4, HS4 trừ là axit nhá, vứt. CuO2 đây lần là bazơ nhá, vứt. H2S3 là axit yếu nhá, vứt. Vậy chỉ có HCO3 trừ, nước, Al2O3 và kẽm. Vậy mình có này, A là HS4 trừ, C là HS4 trừ, D là HS4 trừ. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta, đó là đáp án B bò mà thôi nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B bò. Câu số 42 ạ. Các chất hay ion có khả năng cho proton là? Các chất hay ion có khả năng nhường proton H cộng nhá. Chúng ta lưu ý rằng là nhường proton H cộng. Vậy ở đây mình có này. Vậy đây mình có này. CH3CO trừ là không có nhường proton H cộng được. Bởi vì nó là tính bazơ. CO3 2 trừ cũng vậy, làm gì còn hydro đâu mà nhường. Nó chỉ có nhận hydro thôi. Được không ạ? Al2O3 với ZnO làm gì còn có làm gì có H cộng mà nhường. Nhưng mà thực ra nhá, vậy thì đáp án đúng ở đây chúng ta là các chất thay ion có khả năng nhường proton H cộng là A. Là đúng nhất. Ngoài ra mình vẫn có thể chọn được C, nhưng mà C nó ít đúng hơn A bởi vì C nó phải vào nước cơ. Được chưa? Thì nó mới nhường được nhá. Câu 43. Chất hay ion có khả năng nhận proton H cộng. Nhận proton H cộng, mình lưu ý này, tất cả những bọn trung tính thì không có khả năng nhường nhận. Thế thì trong đấy thì mình có là những anh trung tính này. Đây, trung tính là các ca trong kim loại mạnh, các anion gốc axit mạnh. Đấy, mình nhìn này là mình biết. Vậy đây mình có này, ca trong kim loại mạnh, ví dụ như Na cộng, trung tính vứt, Cl trừ, trung tính vứt, Na cộng, trung tính vứt. Vậy, khả năng nhận proton H cộng thì mình chỉ còn là các anion gốc axit yếu, CO3 2 trừ, CH3 CO trừ.
SO3 2 trừ. Đây, anion gốc axit yếu thì có khả năng đây 3 giờ đấy. Anion gốc axit yếu không còn hydro. CO3 2 trừ, SO3 2 trừ, S 2 trừ. Rất rất dễ luôn cả nhà. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án à. Câu 44 nha. Ion OH trừ có thể phản ứng được với các ion nào sau đây? Ion OH trừ có thể phản ứng với các ion nào sau đây? OH trừ thì không bao giờ ăn được bọn trung tính cả. K cộng là trung tính vứt. NO3 trừ trung tính vứt, Cl trừ trung tính vứt. Vậy OH trừ ăn được H cộng, phản ứng trung hòa. Ăn được NH4 cộng để tạo thành NH3. Ăn được HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ, cộng với nước đây. Ăn được HCO3 trừ đây. À, thầy đã viết ở đây. HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ cộng nước. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Ngon lành cành đào.